Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích lô đất là 5 sao nha mọi người. Đó, đất đỏ. Nằm ngay khu dân cư luôn nha mọi người, xung quanh là khu dân cư ở. Đó, ranh của nó bắt đầu từ đây nè, từ hàng là cái tay mình đang chỉ nè, hàng rào này nè. Đổ xuống đây, ở phía bên này là khoảng 50 mét mặt tiền đường đất nha mọi người. Đất đẹp bằng phẳng vuông vức nở hậu nha. Cái đường này là chuẩn bị làm đường bê tông hoặc đường nhựa nha mọi người. Đó, người ta đã chôn tụ điện hết rồi nè. Xong là chôn tụ điện hết rồi, mọi người thấy không? Đó. Đường đất này là hiện tại là đường đất khoảng 3 mét. Xe ô tô vô tới nơi luôn nha. Đó, xung quanh có dân cư ở nè, có nhà dân. Đó, ranh của nó là tới đây nè, tới hàng cây là hết nha mọi người, là khoảng 50 mét mặt tiền đường đất. Đất của mình là đất đỏ, hiện tại đang trồng ít cây ăn trái nha. Đó, trồng sầu riêng. Bơ. Đất đẹp bằng phẳng nha mọi người. Lô đất của mình cách trục đường chính Lăng Lớn Xà Bang khoảng 150 mét nha mọi người. Giờ mình chạy ra ngoài đường lộ đây. Đường này xe ô tô vô tới nơi luôn nha. Xung quanh là dân cư ở nè. Đó, đây là đường Lăng Lớn Xà Bang nha mọi người. Cái hướng bên này là đi hướng về quốc lộ 56 nha. Còn hướng này này bên này á đi về hướng đường Mỹ Xuân Ngoại Giao, đi về Phú Mỹ Hát Chi Tóc Tiên. Khu đất của mình cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 60 km nha. Còn cách sân bay Long Thành tầm khoảng 30 km. Cách thành phố Vũng Tàu tầm khoảng 35 km nha mọi người. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0372107725 nha. Mình xin kết thúc video tại đây, chào tất cả mọi người.
Đó, đường xe vô ô tô vô tới nơi luôn nè.